Ở xong chưa? À, nhà của cô gần ở đây không? Tại vì con đi nhiều chợ, con thấy là rất là hiếm người đi xe đạp đi chợ lắm, đi xe máy không à? Bữa nay là giá sao hay anh trai? Càng đó, hai càng đó, 280. 280 một ký càng cua loại nhất 280. Đây loại nhì là 200. Năm nay sao chậm hơn chú? Tại nước nôi không có, thành ra cỡ này mà chưa có nước rồi thành ra bán chưa có chạy. Dạ. Chắc mà vào mùa nước nổi là thích nhất là nhìn con cá linh nhảy hay chị? Nhìn nó nhảy đang tăng tại mùa nước nổi cá linh. Wow, đó tức đã mất rồi. Người đẹp chuẩn bị mua tôm phải không? Rồi đặng mình ké thôi, người đẹp mình hỏi giá luôn coi. Đó, nhờ người đẹp hỏi giá giùm luôn rồi. Có bao nhiêu trăm gram? 6.000. Dạ. Có người mua mở hàng liền thấy em mở hàng đắt chưa? Gắn này chắc gắn đồng nè, gắn đồng mùa nước nổi nè. Quá trời luôn. Quay mấy con gắn. Gắn của ảnh nè hả? Gắn anh bự quá hả chị? Gắn anh bự không à? Yeah. Cô bán dây số nè. Con này bán kìa. Trời ơi, liền tới chân cuối luôn hả? Chân cuối là gì chỉ em với chị? Liền ngày mà liền đêm mà xé luôn chân cuối. Trời ơi. Bỏ đem nguyên cái thao ở ra mới dục mà chưa chơi gì nãy giống ai liệu chứ. Kìa trời thao trời giá giùm luôn kìa. Tôi không có phụt ra. Vậy là không vui rồi. Bước chân miền Tây mến chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bước chân miền Tây đang hướng về chợ Lai Vung thuộc thị trấn Lai Chung, Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì trên hình ảnh màn hình của cô chú nhìn thấy là có rất là nhiều mấy cái trại bán ấu bên đường. Đây là cũng là một nét rất là đặc trưng thuộc huyện Lai Vung. Ở vào mùa thì người ta bán ấu rất là nhiều, không thì người ta bán sen. Cỡ này thì không, bây giờ miền Tây thấy ít có sen, chỉ thấy ấu thôi, sữa ấu. Đi lại đằng kia thì người ta bán nem. Ở đây là nổi tiếng là nem Lai Vung nha cô chú. Bây giờ thì trước khi đến thăm chợ Lai Vung vào mùa nước nổi năm 2022 này thì cô chú anh chị nhớ ủng hộ Bước Chân Miền Tây bằng cách là ấn nút like để làm một bình luận, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bước Chân Miền Tây nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ hướng về chợ Lai Vung. Bây giờ thì Bước Chân đã đến khu vực của chợ Lai Vung rồi. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi thẳng vào trung tâm thương mại của huyện Lai Vung. Nó chợ rất là lớn nha. Ở khu vực ở đây bà con người ta bán lưới để đánh bắt cá vào mùa nước nổi nè. Rất là nhiều lưới nè. Bên kia đường cũng bán rất là nhiều dụng cụ để đánh bắt cá cua mùa nước nổi. Hôm nay Bước Chân Miền Tây đi cùng với anh Gió Phương Nam. Đây ở đây người ta bán dụng cụ đánh bắt mấy cái lú. Đó, màu rất là mới nha. Cô chú mà xem mấy cái kênh mà săn bắt mà thấy mà mấy cái lợp mà màu sắc mà tươi xanh rối mới luôn là diễn không đó nha cô chú. Còn cái lợp lờ hay những cái dụng cụ của bà con đánh bắt hàng ngày á, thì nó sẽ không có cái màu tươi sáng đẹp như vậy đâu. Ngâm dưới nước rồi nó bay màu hết rồi. Đó, quá nhiều lưới luôn. Lưới này là đánh cá linh hả chú? Cá mà giờ mấy phân? Chắc đủ thứ phân luôn hả?
từ mấy phân tới mấy phân chú? Từ từ 2,5 đến 7 phân luôn. Ồ, sắp vô tới mùa nước nổi rồi, với lại là lưới 3 màng hay chứ? Dạ. Nay hơn một các năm. Dạ, sao năm nay sao chậm hơn chú? Tại nước nôi không có, thành ra cỡ này mà chưa có nước rồi thành ra bán chưa có chạy. Dạ, hôm nay con thấy mưa quá trời mưa luôn mà. Đây, mưa ở vùng nào? Mưa ở đây mới xảy ra. Dạ, ở Lai Vung mà ít mưa chú. Ít mưa lắm. Dạ, con bên An Giang hôm gà là chiều nào cũng mưa, mưa dữ lắm luôn á. Dạ, năm nay ở đây lượng mưa không có. À, vậy là Lai Vung mưa rất là ít. Bão mà còn không mưa. Wow. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thành ra là khu vực ở đây là nước ít ha. Nước ít. Dạ, nước chưa lên đồng mà. Nước chưa lên đồng nữa. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Không khí của mùa nước nổi ở miền Tây. Này mùa tay hai tay về cái lên đồng mình thả ha anh, cái mình có mồi nhậu rồi ha. Dạ. Dạ, bữa gắn gì bữa có cá linh này. Này chắc mua về nhà thả lưới giải trí này phải không? Một tay hai tay à. Này là mấy phần anh? Ba phần. Ờ, ba phần là cá to rồi đó. Còn một cái nói là phải nói là cái không khí của mùa nước nổi mà theo như thông tin của chú nói thì hiện nay con nước vẫn chưa có về đâu, khoảng nửa tháng nữa thì sẽ là đỉnh điểm của mùa nước nổi, cũng tùy vùng nữa nha. Vùng biên giới thì rất là nhộn nhịp rồi, còn vùng Đồng Tháp thì như thế nào thì mời bà con cùng theo chân của Bức Tranh Miền Tây, chúng ta sẽ vào chợ Lai Vung, chúng ta sẽ tham quan để coi cá mắm như thế nào rồi. Với Bức Tranh Miền Tây đi chợ biên giới thì cá linh này này kia, cá đồng rất là nhiều, giá lại rẻ nữa. Không biết ở Lai Vung thì như thế nào. Mà đọc đúng là Lai Vung nha, Lai Vung mà người miền Tây mình không ai nói Lai Vung hết, người ta nói là Lai Vung không à. Ta phát âm vờ thành âm giờ hết rồi. Tùy theo vùng miền thôi. Nhưng mà người ta nói vậy nhưng mà người ta vẫn viết là chữ là Lai Vung. Nhưng mà người ta hay gọi là Lai Vung lắm. Nên đôi khi cô chú hay nhắc tới mấy vụ phát âm vùng miền này. Miền Tây là vậy, tùy vùng thôi. Mỗi nơi mỗi khác. Chợ rất là lớn luôn. Đi được một chút thì chúng ta thấy gian hàng lồng đèn. Gầm tháng 8 chuẩn bị sắp tới rồi, mùa trung thu nha cô chú. Em gái nè, bé gái mua lồng đèn. Bên đây là bán quần áo. À, cái đoạn này thì hơi điều hiu, khi chúng ta đi qua cái cây cầu đó thì là một cái khung cảnh rất là nhộn nhịp và đông đúc. Đi trải dài theo thì chợ Lai Vung có 2 đến 3 cái nhà lồng, chợ cá, chợ bách hóa, rồi khu vực điểm tâm, nói chung là rất là lớn luôn. Lai Vung rất là lớn. Ở đây người ta bán gạo thơm, một bụi đỏ đài thơm, ôi đủ thứ, thơm lại sóc miên. Hello. Nguyên cái dựa gạo quá lớn luôn. Khô mực 160.000 một ký. Còn khô mực này là 360.000 một ký. Mực này nhìn ngon hơn. Thôi mình đi thẳng vào chợ. Bán đồ tương, không, có đồ tương làm sẵn nhìn ngon, rất là ngon. Thịt heo. Dạ, nhìn ngon quá. Đây là cái này là chả hả con? Thịt lụi. Thịt lụi, thịt nướng. Còn này là thịt heo qua gọi. Bao nhiêu ấy? 20.000 hả? 20.000 một hộp. 20.000 một hộp.
nhìn trái. Nhìn giống thịt heo hay chú? Thịt ba gọi. nhìn ngon quá à. Chẳng hạn đồ tương. Ở bên kia có mấy cầu bán bánh. À, Lại Dung cũng là xứ trái cây đó cô chú. Ở đây chôm chôm 40.000 một ký, 35.000 một ký. Ôi 15.000, 15k một cái áo hả? Quá rẻ mãi vô. Rồi là di chuyển đi đâu? Đồ này là đồ nghĩa địa. Áo 15.000 đồng một cái. Ở đây bà con người ta đi chợ bằng xe đạp rất là nhiều á. Thường thì đi chợ bằng xe đạp thì hiếm thấy à, chủ yếu người ta đi bằng xe máy không à. Ồ, cô này bán bánh quê nè. Cho con quay bánh quê ha, dì Hai. Dạ. Bánh cam đây là bao nhiêu một cái? 3 cái 10.000. À, 3 cái bánh cam có 10.000 à. Rồi cái bánh này vậy luôn. Cũng vậy luôn hả? Cái này kêu bằng bánh bánh còng. Bánh mì chiên, yeah. Cái đó bánh cam. Dạ. Yeah. Bánh bên đây là bánh mì chiên. Đây là chè với sữa đậu nành với xôi. Lấy cho con 3 cái 10.000 đi. Lấy 3 cái hả? Dạ, để con mở hàng chút xíu là dì Hai bán hết luôn. Hết bánh luôn. Chị quay hoài cho tôi chịu đó. Quay hoài là chịu hoài luôn hả? Rồi. Vậy thôi ngày nào con cũng ra đây con quay cho dì Hai hết nha. Dạ, đặng con mở hàng cho gì. Dạ, con mở hàng đắt lắm, chút xíu là bán hết đó. Đây con gửi dì. Chúc dì sức khỏe, chút xíu bán hết bánh nha. Rồi con chào dì Hai. Bên đây bán trái cây có để giá hết luôn nè. Này là táo tàu. Wow. Ồ, trái táo tàu nhìn nhìn màu sắc lạ ha. Táo tàu. Táo tàu, ở đây người ta để chữ táo tàu. Táo bên kia 30.000, 60.000. Dạ. Thôi rồi cô. Dạ. Thôi cô không cho quay con đi. Dạ. Thôi mình đi tiếp. Dạ, quay bông đi. Quay hai anh đẹp trai đang cắt bông hả? Hello. Hello, chào. Đang làm gì vậy? Đang xanh trang là những bó hoa. À. Cỡ hổm gầm tháng 7 bán im không anh trai? Bán ok ha. Cái này là kali hả? Cái này là kali. Còn ở đây là cúc đồng tiền. Nếu là bích hợp hả? Ừ, gọi là bích hợp. Nhìn hoa nhớ không khí chợ Tết quá. Sắp sửa rồi. Còn mấy tháng nữa ha. Đó này là tháng ghẻ thân chữ Tết. Xứ Đồng Tháp mình à. Hoa là khỏi về miếng miễn vàng. Nổi tiếng nhất là làng hoa Sa Đéc. Rồi chúc anh sức khỏe bán đắt hàng nha. Em chào anh trai nha. Xin đi bán đi. Sò huyết. À, này là sò huyết chứ không có sò lông hả? Sò đây. Sò huyết con bự tươi sống. Sò huyết con thỏ 1.5 kg. Sò đây. Rồi người ta đi chợ ra nè. Cũng rất là nhộn nhịp. Giờ này thì cũng gần 9 giờ sáng rồi. Chợ Lê Dung là chợ huyện nên biết rằng người ta đi trễ trễ một tí. Không, ở chợ quê là 6 giờ mấy, 7 giờ là muốn tan rồi. Ôi, thịt heo quay thơm quá. Cho em quay thịt heo cho chị được không? Thấy ngon quá nè. Cái này là mình bán tính ký hả chị? Mình bán tính ký hay sao? Dạ. Ngô giòn khấu luôn ha. Quá ngon rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Thịt heo quay. Ăn với bánh hỏi, bánh đùng. Bún... Ở khu vực này thì chúng ta sẽ có cảm giác là đi chợ quê nha. Nhưng mà
qua bên kia cầu bên kia thì đã sẽ là trung tâm thương mại, tất cả mọi thứ phải đều ngăn nắp và được sắp xếp vào bên trong mấy cái nhà lồng hết, không có chồm hổm như ở đây. Anh Giáo Văn Nam thấy điều đặc biệt là bà con ở đây người ta đi chợ bằng xe đạp rất là nhiều. Để mình hỏi thăm nữ cô này coi. Dạ con chào cô, con đi chợ xong chưa? À, nhà của cô gần ở đây không? Tại vì con đi nhiều chợ con thấy là rất là hiếm người đi xe đạp đi chợ lắm, đi xe máy không à. Không biết bà con của mình ở đây đặc thù là chắc là nhà gần hả cô? Nên người ta đi xe đạp nhiều. Không phải, mình không dám chạy Honda. À không biết chạy Honda hả? Biết mà không dám chạy đi đâu. Mà con thấy chắc có lẽ là bà con cũng gần ở đây. Dạ, đây vô trong có 2 cây số. Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô. Cô đi chợ xong chưa? Rồi. Rồi, đi chuẩn bị về ha. Có là nhiều cô bác đi chợ bằng xe đạp. Hình ảnh xe đạp thì ngày xưa nhiều chứ bây giờ thì hiếm rồi. Bây giờ chủ yếu người ta đi xe máy không à. Chứ đi xa với đạp rất là mệt. Đạp xe đạp mệt lắm nên cũng ít người đi. Chôm chôm, trái cây quá ngon rồi. Tỏi, củ hành. Đây khu vực cá sông đây, có mấy cô bán chồm hổm nè. Để mình hỏi thăm cô này cái này. Con chào cô, cho con quay mấy con cá sặc nha. Cái này mình tự đánh bắt hả cô? Dạ. Chị này cái này mình đặt vớ ở nhà rồi mình mang ra chợ bán luôn. Dạ. Cá sặc nè. Rồi cá đồng gần đồng đâu. Cá linh nè. Cá linh đó, cá cô linh có rồi. Còn một giá hồi sáng cô bán nhiều không? Vậy được vài trăm gram à. Dạ, cá linh bữa nay là giá làm sao rồi hả cô? Bán được 15.000 gram. 100 gram 15.000. Dạ. Mà nó không có đầy chưa cá xiêu à, tại nước ấy nó. Nghe nói năm nay là cái con nước của mình ít á. Ít. Dạ. Bắt đầu này không bắt đầu. Dạ, hồi đầu mùa là 300 350 một ký ở trên An Phú. À, hiện tại bây giờ nó cạn đồng luôn. Hiện tại bây giờ là chỉ còn có 150 một ký cá linh thôi. Dạ. Rồi con cảm ơn gì cho con quay. Chút gì chút xíu bán hết cá nha. Mấy gì ở đây chủ yếu chắc tự đánh bắt rồi mang ra bán. Đây giờ này bán cá. Cá này là cá chốt. Cá chốt, cá dạ. Chốt đó kho sả ngon lắm á. Dạ cá chốt làm sẵn hết trơn rồi. Cá này là cá. Cá lồng tông, cá lồng tông. Cá sặc. Dạ đưa lên YouTube cho bà con xa quê người ta coi. Dạ bà con ở nước ngoài người ta coi. Dạ đây nè mấy chị bên đây nè, gần về hết rồi kìa. Về hả gì? Xong rồi. Dạ ở đây chủ yếu bà con mình tự đánh bắt rồi mang ra đây bán luôn hay gì. Dạ ở đây ngồi lặt nè. Cá lồng tông nhỏ nhỏ hết rồi, mấy cô đây bán gần tan rồi. Về chú này ngồi chắc lặt cá linh quá. Lặt cá lồng tông hả chú? Chỉ có bao nhiêu thôi, dầm dầm bên này chỉ có mấy cô chú ngồi chầm hổm ở dưới chân của cây cầu. Cá lồng tông này mà mua khô queo, khô tiêu rất là ngon, ăn với món canh chua. Đây là cầu Ba Vinh 2. Một hình ảnh khu vực này nhìn bước chân người ta nhìn rất là đẹp, rất là thích luôn nè. Không biết cảm giác của cô chú xa quê như thế nào chứ bước chân người ta rất là thích chợ chùm hổm. Đặc biệt là men theo những cái góc cầu hay những cái con kinh, con gạch, con sông ở quê. Nhìn rất là đậm chất miền Tây của mình. Cô này bán cá sặc. Gửi giò luôn. Ô cá sặc tươi rối luôn. Sặc này mình chắc đặt lợp quá. Đặt dớn à. Đặt dớn rồi dạ. Con trắng này gọi là con sặc bướm phải không cô? Dạ. Đây con này là bây giờ rất là hiếm nè. Cho con đây con cá sặc bướm rất là hiếm nha. Rất là hiếm luôn. Con này là chưa to đâu, còn to con cá bự nữa. Không? Cá chạch. Cá chạch. Ừ, cá chạch. Cá chạch thì còn vẫn còn nhiều hơn cá sặc bướm. Bướm hiếm lắm. Rồi con cảm ơn cô. Cô có bán tép nữa. Bên đây là con mấy con này bán rau đồng. Dạ. Rau này tự hái hả cô? Dạ tự hái vườn luôn. Dạ bao sạch luôn, bao ngon luôn, bao rẻ nữa. Cà na ở cô ngồi theo dưới cái chân cầu. Chợ La Dung mình xưa nay là vẫn nằm ở vị trí này luôn hả dì hai? Có thay đổi không? À, ngày xưa là nằm theo cái hướng con đi ở đây nãy giờ ha. Dạ
Rồi sau đó thì lên trung tâm thương mại là qua đây. Dạ. Được bao lâu rồi, trung tâm thương mại được bao lâu rồi vậy hai? Dạ cũng mới ha. Dạ. Vậy cái vậy là cái hướng đi ban đầu của bước chân miền Tây là hướng chợ Lê Dung cũ, đúng rồi đó cô chú. Đây hiện tại là miền Tây đang vào mùa cà na đó. Cổ muốn chết vậy nè. Trái to quá to luôn. Cà na và rau muống với rau chay. Này cô bán bao nhiêu một ký? Cái này cô bán 10 ngàn. 10 ngàn một ký à? Cái này có 10 ngàn, 12 ngàn. Trái to quá. Tiếp cô coi. Dạ. Tiếp cô 1 ký, 2 ký gì con chay. Con mua mà không biết được con sao con dùng hết nữa. Thôi căng cho con 1 ký đi. Rồi. Bán cái này là phải tặng thêm muối ớt nè. Có ớt cô, bữa nay không có đem theo. Không có đem theo à? 2 ký đi. Thôi con mua, con đi xa lắm, con mua tiếp cho cô. Thấy dạ, thấy cô ngồi than. Dạ. Dạ con xin một trái thử coi. Quá trái cà na này quá to rồi. Cà na còn to nữa mà tại cái này nó nhiều trái, cây nó bự lắm. Ngọt ngọt không con? Không ngọt, nó chua chua. Chua hả? Chua. Cô ăn thử cho cô bơ cô. Làm ăn mới được. Của nhà mà. Của nhà. Chắc nhạo chủ yếu là người ta trộn với ngào đường mà ít có ai ăn sống giống như bước chân miền Tây lắm, tại vì rất là chát nhầm, nhưng mà cái mùi vị chát nhầm là cái mùi vị miền Tây của mình, mùi vị tuổi thơ ấy. Đây là một cái loại trái tuổi thơ đúng không gì, tuổi thơ của mấy đứa nhỏ miền Tây tuổi thơ hồi đó vui lắm, bây giờ đâu có như hồi đó. Tụi nó đâu có ăn mấy trái này đâu. Đồ đâu nó đâu biết ăn. Nho Mỹ mà nó còn chơi, nó không ăn trái cà na đâu. Cái này con phải làm là ăn mới được, phải đâm. Ủa phải mà đập rồi cái con mới trộn mới được, trộn muối Tây Ninh ăn mới được. À, chát quá. Rồi để con gửi tiền cho con. Rồi. Ra nước ngoài là nổi tiếng luôn cái gì? Cà na của bà Tư phải không? Dạ cà na của bà Tư. Bà Tư Sơn, dạ. Rồi con chào bà Tư. Chúc bà Tư sức khỏe nha, chút xíu bán hết cà na nha. Chát quá. Chua quá. Ơi gần quá. Dạ. Ăn xong cái trái cà na muốn nhá lửa luôn vậy. Ăn cà na không cô, biếu cô luôn. Tại dạ em giỡn chứ bà con đây ai cũng có cây cà na sau hè hết. Ở quê mà ai cũng có cái cây cà na sau hè hết à. Cá chốt và cá lồng tông. Cá lồng kiến. Cá lồng kiến. Cá sặc, cá lộn xộn. Cái sặc là giá sao hay cô? Dạ. 40.000 một ký. Cá chốt nè. Cá chốt này kho mắm ăn tới tay nè. Kho mắm khô khô xả. Dạ kho xả mà kho queo queo hay bà hai. Thứ gì chịu nổi. Với cái nồi canh chua nữa. Ôi chia tay mấy cô mấy gì ở bên trên cây cầu. Bây giờ mình sẽ xuống dưới chân cầu là sẽ chính thức đặt chân vào trung tâm thương mại của huyện Lê Dung. Hôm nay thì bước chân miền Tây chọn hướng này là do mình sẽ quay chợ cá trước, là chợ cá đông vui nhất. Còn cái chợ bên kia là chợ Bách Hóa và chợ Điểm Tâm Sáng thì lớn lắm nhưng mà người ta ít đi hơn ở khu vực này. Ôi, cá gô non. Cá gô mùa nước nổi. Cá lóc đồng nè. Quá trời cá đồng. 30 ngàn nè. Rồi, luôn. Còn mua cá gô phóng xanh. Thấy liền luôn. Đây mình đi theo mình quay cô này mua cá phóng xanh nè. Thôi cô phóng xanh cá. Để cô cầu nguyện cho nó.
giờ bắt ông anh đi, bắt ông trời ơi, chết quá trời. Thả ông ta, chết, thả ông ta, con nào chết thôi lại. Cô kêu lựa mấy con chết rồi bỏ ra, chỉ lấy mấy con sống để phóng sanh thôi. Thôi mỗi người mua một cái bao gạo vác về. Đây bên đây người ta bán quá trời nhiều luôn. Lương này theo bữa trăm tay nghĩ chắc lương nuôi quá. Bán rất là nhiều. Kia luôn nguyên cái cua biển, còn đây là ốc quá lớn, một cái tiệm mới lớn bên kia. Cua biển, cua tôm, tôm quá nhiều luôn. Cho con quay mấy con cua ha con. Dạ con thấy đây nhiều quá nhiều nè. Cua này là cua Cà Mau hả con? Hay cua miệt thứ? Thứ 11, dạ miệt thứ. Cô bán nguyên cái vựa quá lớn luôn rồi. Cua nhóc hết trơn. Cua này là bữa nay là có giá hay sao hả con? Này 230 kg. 230 kg, dạ cảm ơn cô. Cua tôm quá nhiều luôn. Cô chú nào có đi chợ Lê Dung ghé vô đây mua hải sản ủng hộ cho cô nha. Tươi ngon quá nhiều luôn nè. Tôm nhóc hết trơn luôn, tươi sống luôn, oxy luôn. Đây cái này là lươn đồng nè. Cô nói là ở trên đây là lươn đồng. Đó, lươn đồng con nhỏ hơn. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nha. Đây lươn đồng nữa nè. Thật sự thì mấy cái chỗ dựa hải sản á, người ta rất là khó cho mình quay, mà cô cũng rất là dễ thương cho mình quay. Cô chú nào có đi chợ thì ghé ủng hộ cho cô. Cô bán rất là lớn nha, cũng rất là thân thiện. Thường thường mấy người bán hội hải sản ở chợ khó tính lắm cô chú. Đây cá linh mùa nước nổi đây rồi. Dạ cho con quay cá linh nha cô. Này là loại 1, loại 2, loại 3 hả cô? Thử hả? Dạ con thấy con này to hơn nè. Dạ con to này bữa nay là có giá hay sao rồi hả con? 180 một ký, to hơn, tươi hơn, ngon hơn. Nó sắp trong đây nè. Cho con hỏi cái thùng này mình gọi là cái gì? Cái này cái sửng. Cái sửng, dạ ở ngoài con kêu là cái nồi không à? Nhìn giống cái nồi. Dạ bởi vậy nói sao mà cái nồi gì mà bự chà bá luôn. cái sửng cá rồi, vậy là con biết rồi. Đây mở mở ra chơi thấy cá linh nè. Có oxy cái nó lội nó giỡn nhơ trong cái sửng luôn, nhìn giống cá li ti ha. Người cái sửng lớn đây, có con cá lóc của ai bị đi kìa, quá nhiều cá linh nè. Đây chợ mình cá sông nhiều quá. Đây cá sặc nữa nè, ốc quắn, cá chê. Cá chê đồng luôn hả cô? Dạ. Ốc. Đồng luôn. Đây chính tông là lươn đồng này, con ní ní không nè. Chê, cái chốt còn sống luôn nè, anh nhớ không nào? Có chốt còn sống, cái rô phi nữa đó. Lương này mới đặt là lương đầu nè. Kèn cua, wow. Kèn cua kèn kình. Còn con lương này đã bị đào tẩu rồi nè cô ơi. Nó sẽ sang chui vô bọc lên đó. Nó vừa ngọt rồi đó. Nó tự chui vô lại hả? Đó, chui vô đó. Càng cua vậy. Ở như con lươn này được chủ dạy hả? Đi ra rồi biết đường đi vô phải không? Dạ. Má dạy sao đi đâu đi biết đường về nhà. Má dạy đi đâu là phải biết đường về nhà. Nghe câu nói nghe thì cười. Đây con cá chạch, cá lăn đồng.
chợ mình bán cá sông quá nhiều luôn. Cá sông không? Thiên đường cá sông. Đây cá linh nữa nè. Này quay hết mấy cô khu vực dưới đây. Cá linh, cá bóng. Ếch. Ếch này ở động luôn hả chị? Còn ếch còn sống luôn nè. Câu nó chào mình luôn nha. Lương. Rồi, dưới đây là hết khu vực, ở đây mình qua bên kia. Rất tôm. Ôi, bây giờ bên đây mới là khu chính này. Lớn chợ rất là dài, rất là lớn luôn. Ồ, ở đây người ta bán tôm quá trời tôm luôn. Ôi ôi quá trời tôm luôn rồi. Ôi hello người đẹp đi chợ luôn, hello. Rồi, người đẹp chuẩn bị mua tôm phải không? Rồi đặng mình ké thôi, người đẹp mình hỏi giá luôn coi. Đó, nhờ người đẹp hỏi giá giùm luôn rồi. Đưa lên đài Đồng Tháp luôn hả cô? Dạ. Rồi đưa lên đài Đồng Tháp luôn. Đây là 180. Trăm rưỡi. Đó, mình nhờ người đẹp hỏi giá giùm mình luôn. Quá nhiều luôn. Hỏi ghẹ bên kia luôn kìa người đẹp. Bên đây là 180, bên kia là 150 ha. Cái này có trứng luôn nè. Ghẹ có trứng, nói lộn luôn. Ghẹ có trứng. Tôm càng xanh. Dạ. Bọc đó là con cá kèo hả anh? Cá kèo luôn. Cá kèo. Cái nhà 56 ok. Hay chồng nó không? Không. Hả? Không à. Rồi em có no. Rồi người đẹp mua hết 1 ký ha người đẹp. Nửa ký ha. Mua thêm 1 ký ghẹ nữa. Ở đây có hai cái thùng gắn lớn luôn. Quên điện thoại luôn hả? Gặp đẹp đẹp cái quên chưa? Chắc gắn hỗn hành quá. Đây gắn này gắn hũ ngựa, bên đây là lộn xộn, gắn chung gắn hũ ngựa, còn bên kia là gắn hỗn hành. Rồi cái này không biết là mình né ra mình xem được không ha. Gắn này của anh hả anh đẹp trai? Phải gắn của anh đẹp trai không? Gắn của chị đẹp gái à? À tính là xin ảnh quay mấy con gắn. Gắn của ảnh à? Gắn anh bự quá hả chị? Gắn anh bự bự không à? Cười. Cho em quay gắn nha. Rồi sau khi xin phép thì cô đẹp gái đã cho mình xem cận cảnh. Bầu quá trời gắn luôn. Mình gió phần nào mà gắn ngủ hành hả? Đồng nè, gắn đồng mùa nước nổi nè, quá trời luôn.
Đây nguyên cái dãy chợ cá đây. Cá rô, rau củ quả. Bước chân miền Tây. Dạ. 35.000 cái thao, 35.000. 35.000 cái thao. Ở đây là khu chợ cá nha bà con. Đây là con cá chạch bụng. Chợ mình đông nhất là khoảng mấy giờ cô? 7 giờ mấy giờ. Vậy là ngày này con đi 8 giờ mấy là hơi thưa rồi ha. Vậy là đi hơi trễ rồi. 7 giờ mấy là đông nhất. Mình nghĩ là 8 đến giờ đông không, ngoài chợ này là 7 giờ mấy là đông. Mà đông quá thì cũng nhiều người chen chúc, mình cũng khó quay lắm. Cá linh mùa nước nổi. Ai cũng ngồi lặt từng con cá linh hết. Vừa mua cá linh xong cái qua đây mua bông đường điển nấu canh chua luôn. Nhúng giấm. Canh chua, nhúng giấm gì cũng đúng bài hết. Ngon quá, nhìn cái bông đường điển này coi chứ. Đặc sản mùa nước nổi. Tươi à. Bên kia là nhà lồng. Bên đây là khu vực nhà lồng. Gà vịt cá. Rồi bước chân miền Tây đi một dọc ở đây rồi sẽ đi thẳng vào khu nhà lồng nha. Cá ở đây là tới mấy chỗ người ta bán hay cá biển rồi. Cá biển, cá hồi. Mua quá nhiều cá biển luôn. Cặp phía sau là cái con kinh. Cá ngừ 50 ngàn một ký. Đây nè, chào chị nè. Chào sao quá không thấy. Chị bán cá biển. Dạ, lên luôn. Cái kinh phía sau mình gọi là kinh gì hay gì hai? Cái con kinh đó đó. Dạ. Sông có tên không? Sông Lai Dung luôn hả? Vậy là chợ Lai Dung, cái con sông Lai Dung hả? Cá này là 70 ngàn một ký hả con? Quá nhiều cá biển rồi. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt cá nha. Bay đâu hả, không có đi vậy? Bay. Cá rô phi, con cá chép to đùng mà nó chết rồi. Nó chết rồi. Chị nè bán nước mía. Cô này mua, cô này mua cá linh. Cá chạch lấu. Rồi, ai bán cá linh cũng bán kèm theo bông đương điển ha. Món ăn gần nhau dễ bán. Thôi hai con cá chạch nấu bự uống đâu luôn. Với hai con cá ép. Cá sủ. Cô này mua cá linh. Đợi xe cô đi rồi mình đi tiếp. Cái hè lúc nào cũng đẹp hết. Rồi, cô đây bán ốc quắn. Bếp một đống. Mấy cái gô ngon lại mua bán rồi. Dạ em bước chân miền Tây rồi, sao hay vậy ta? Vậy hả? Ở đây gặp khán giả ở Lai Dung rồi, em chào chị. Dạ, quê chị ở Lai Dung ha. Chị Lai Dung mà chị ở bên Cần Thơ, bữa tôi có quay chậm hơn á. À dạ. Rồi bữa nay gặp khán giả ở Lai Dung. Rồi cuối cùng là chị ở Lai Dung hay chị ở Cần Thơ? Quê chị ở Lai Dung mà chị có chồng ở Cần Thơ.
rồi. Dạ dạ rồi. Rồi bữa nay cho chị lên clip luôn. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị nha. Năm mộ rồi, cảm ơn chị. Có một chị xinh đẹp là khán giả của Bước Chân Miền Tây. Ờ à, giờ này cũng còn đông vui nè. Ôi chú về cây dù. Dạ em quay YouTube. Em quay mấy con cá. Cá càng cua rồi kìa. Dạ quá càng cua quá trời luôn. Cua này là cua đồng hay sao cua anh? Cua đồng. Dạ cái này mình bẻ ra mình bán nha. Còn cái mình là mình xay ha anh? Mình đâm đó. Đây cái mình xay đây. Cái càng này bữa nay là giá sao hay anh trai? Càng đó, càng đó 280. 280 một ký càng cua loại nhất 280. Loại nhì là 250 nè. Đây loại nhì là 250 nè. Đây tôm xong. Ồ, tôm xong luôn, tôm này mình giở trà hay sao? Tôm này nó giở trà ngoài xong cái ha. Xong cái ha, dạ, mình giở trà. Quá ngon, tôm xong luôn đó nha. Tôm này là giá nhiêu anh trai? Tôm đó 320. 320 một ký. Rồi, cảm ơn anh trai. Kìa cá nhảy kìa. Kìa nó nhảy lăng tăng rồi đó, nhảy lăng tăng rồi. Nãy giờ mới gặp cá nhảy đó. Cá linh nhảy. Cá linh nhảy. Ờ, nhìn nhảy đã mắt ha. Đó, quá đã luôn. Kìa nhảy kìa. Nó lên non đồng. Dạ. Cái cảm giác mà vào mùa nước nổi là thích nhất là nhìn con cá linh nhảy hả chị? Nhìn nó nhảy lăng tăng tại mùa nước nổi cá linh. Wow, đó. Đó, sức đảo mất rồi. Lóc. Rồi, cô chú nào có đi ngang khu vực ở đây thì ghé ủng hộ cho anh trai. Rất là dễ thương. Kênh em là kênh Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây, có coi chưa? Dạ. Ở nhà mở câu hoài hả chị? Rồi, cô chú nào có đi chợ ghé ủng hộ cho anh chị nha. Rồi, em chào anh chị chút xíu bán hết cá nha. Dạ. Rồi bữa nay về Lai Dung gặp nhiều khán giả quá. Quá nhiều cá linh rồi. Ai cũng ngồi lặt hết. Thôi nãy giờ quay cá linh nhiều cô chú hơi ngán mắt rồi. Bây giờ mình qua mình quay chợ gà. Dạ. À, kênh Bước Chân Miền Tây. Dạ. Dạ anh này là kênh Gió Phương Nam. Chiều nay nhớ lên kênh Gió Phương Nam coi nha. Gió Phương Nam là có. Dạ bấm lên Gió Phương Nam là có hết. Nãy giờ nhìn cá linh ngán rồi mình ra mình nhìn mấy con gà. Gà này là gà gì chị? Ý nó ngủ luôn rồi kìa. Gà vườn. Bến Tre. Gà vườn này là có giá sao rồi hả chị? 120 một ký gà vườn. Gà vườn ăn rất là ngon nha cô chú. Rồi, cảm ơn chị bán gà. Qua đây là cô bán vịt. Bán vịt con. Vịt xiêm không? Đây mấy con gà. Đây là vịt xiêm không? Vịt xiêm con. Nè, mình bán một con về người ta nuôi á. Thấy cô kìa có cắm hai cây nhang, mình không biết cô đó có bán được hay không. Thôi mình né luôn, mình đi quay bên đây đi. Không dám hỏi cô dịch đó bán sao. Trời ơi, có linh mà lựa biết nào mới xong trời. Người ta cho lựa có 200 gram chút xíu vậy. À, người ta cho lựa có 200 gram á, mà 300 gram cho lựa không? Ai biết hỏi luôn. Không, 200 gram à. À, 200 gram. Dạ. Thấy có linh mà ngồi lựa từng con kìa. Mình lựa con to hả cô? Ta cho lựa gì đều đều kho mới ngon. Dạ. Tối nay lên truyền hình như vậy nè. Chứ 100 gram mà lựa từng con thì cũng hơi lâu rồi nha. Lựa chừng 200 có nhiêu có mấy con à. Lựa chuyên nghiệp à. Đã chốt. Cho nó đều gì mình có ăn. Cho nó đều ha. Nè, lên kênh YouTube Gió Phương Nam coi nha. Coi lên ngồi lựa cá linh nha. Tôi coi thông bụi nè. Dạ. Mấy người kia nghe vậy vậy luôn, quá trời cá đồng luôn nè, này mấy con cá lóc nhỏ nhỏ, cá lóc đồng. Quá trời cá sông luôn dạ. Rồi giới thiệu cho cô chú nước ngoài biết luôn, cá he cá linh luôn. Cho vắng đắt luôn. Cá he cá linh. Dạ. Quá trời chợ mình cá sông nhiều rồi.
đây là cá lóc đồng, đây là cá bóng nè, bóng với ếch đồng nè, rồi bên kia mua ở khu cuối này là người ta bán vịt với cái chỗ làm gà làm vịt, quá trời nhiều gà vịt luôn. Tôi lấy bằng keo tôi quấn là không tròn vịt nó nhảy. Vịt sim, vịt gần, vịt gần. Dạ. Yeah. Bên kia là gà. Rồi, chuẩn bị hết chợ cá rồi. Chợ cá còn bên khu nhà lọc trong kia nữa mà, bước chân mình tay quay ở ngoài đây trước. Đây là rau củ quả. Đây hải sản, mực. Ôi, mực ngon quá. Chào chị bán mực. Cho em quay mấy con mực nha chị. Dạ, quay đi anh. Mực ngon quá luôn nè. Cần review giới thiệu sản phẩm không? Review của mình, sản phẩm cho em luôn đi. Review luôn hả? Báo giá cả luôn. Giá bao ngon. Bao ngon luôn. Giá phải chăng luôn hả? Đó là review sản phẩm nha. Có không có review người đẹp ha. Con bự, có con bự này là nhiêu ký hả chị? Con bự giá hiện trường là 230. 230 một ký, quá ngon. Chị bán thấy đồ tươi không nè. Rồi con này là nhiêu? Đâu đó 150. 150 một ký. Dạ. Ngon quá. Cái con bự bự bên kia. 230. Rồi cảm ơn chị, chúc chị kênh Gió Phương Nam. Gió Phương Nam. Dạ, còn em kênh Bước Chân Miền Tây. Ở bên kia chuột đồng hay gì kìa, quá trời nhiều chuột luôn kìa. Đó, chuột kìa. Chuột nó chạy lăng tăng luôn kìa. Chuột sống chạy mạnh quá. Hay phải không? Dạ, Bước Chân Miền Tây đúng rồi. Ủa sao chú nhận cho con hay vậy? Hả? Cái clip con gọi. Dạ, dạ. Ồ, không xuất hiện mặt ở trên phim mà chú nhận ra Bước Chân Miền Tây luôn. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Rồi chúc chú sức khỏe luôn nha. Tối nay lên clip coi luôn. Chú mua mực hả chú? Tối nay đưa lên hả? Dạ, tối nay nếu mà kịp thì đưa lên luôn. Dạ. Rồi chào chú nha. Hôm nay về gặp cũng nhiều khán giả, nãy giờ gặp cũng mấy người rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ qua cái dãy cá sát bên trong nhà lồng. Bên đây người ta bán cá nuôi quá, cá lóc nhiều quá luôn. Hello, hello cô. Chào gia đình. Cá điêu hồng, hello cô bán cá. Hello chị mua cá luôn. Mua cá gì rồi? Ở đây bán cá gì vậy? Nhấp ở chân đó. À, không có, em hỏi chị mua cá gì rồi? Cá rô. Cá rô hả? Cá rô gì nấu canh chua ha. Không biết nữa, về mẹ làm. À, về mẹ làm hả? Về mẹ làm. Nghe giọng nghe chị không có người miền Tây hết ta? Không có miền Tây đó. Nước ngoài hả? À, nghe giọng hơi cứng. Là chị đó là Việt Kiều hả? Về nước thôi anh. Phải là nghe nó mẹ làm là biết rồi. Em thấy bắn cá mới đẹp á. Cá mới đẹp. Dạ. Bắn vàng nữa mới đẹp. Bắn vàng mới đẹp hả cô? Dạ. Cô chú đây rất là vui vẻ, thân thiện. Quá trời cá nhiều luôn. Từ cá sông cho tới cá nuôi, hải sản. Không thiếu gì hết luôn. Bên đây là nấm rơm. Ôi, chị khỏe quá ha, bưng nguyên cái sườn gỗ nấm rơm một cái một luôn kìa. Thì quá khỏe luôn, cái bọc đó là nhiêu ký chị? Chục ký. Ồ, quá là khỏe. Ồ, một chục ký rất là nặng nha. Chị dở một cái một à. Chắc là chị quen rồi. Mấy
Đây là tới khu vực bán rau, rau củ. Ba khía. Wow wow, cái món này anh Gió Vân Nam thích nè, anh Gió Vân Nam. Món này nè, cho em quay nha chị. Cho em xin phép em quay cái món này nha. Ủa sao chạy rồi? À, cái này là món chân gà ngâm xả tắc. Chân gà. Tính hỏi chị chia sẻ cách làm mà chạy mất tiêu rồi. Hả? À. Ấy, anh bên đây anh bán cá lóc. Cá lóc của anh hả anh trai? Đúng rồi. Ồ, cá lóc anh bự quá ha. À, anh bán chung với chị đó không hay bán riêng? Bán chung hả? Vậy là hai vợ chồng hả? Phải không? Ồ, ngon quá luôn, thơm quá. Này chắc mình bán tính con ha anh. Mày bán con. Dạ. Mình lấy cái ký mình tính con. Con bự nhất là bao khoảng bao nhiêu? Này là chín rồi, thành phẩm nè, ngon quá nè. Chừng được khuấy nè. Con bự khủng là 70.000. Còn ai muốn đặt cá bự nữa thì tùy theo. À, theo yêu cầu của khách hàng ha. Đúng rồi. Thơm quá. Gian hàng gì đâu mà làm cho người ta phải đói bụng. Cá lóc nước. Với thèm cái nước chấm là mắm me. Này mà nướng xong giống mắm me còn gì bằng nữa. Rồi, cảm ơn anh trai. Cô chú có đi ngang đây ghé mua cá lóc của anh trai, ủng hộ anh trai nha. Cá lóc bự chà bá luôn. Có 70.000 mà thôi. Nhớ mua cá lóc đang nướng của anh trai nha. Không phải là cá lóc của anh trai. Thì cá lóc đó của anh trai. Vậy có còn không quá. Thôi giấu luôn đi quay. Bên đây có chị bán cà nè. Đây nè, đó. Quay chị bán cà. Nhiều chợ hiếm lắm nha. Ủa sao bỏ chạy nó rồi? Tại vì không phải chợ nào cũng có người nướng cà tím đâu. Lâu lâu mới gặp một chợ có mấy cô bán cà này, cà nướng tại chợ ngon lắm. Ăn chay á. Đây nè. Ăn mặn vẫn được mà. Ăn chay ăn mặn vẫn được. Mà đa số những người ăn chay với mỡ hành lên. Mình nướng rồi mình bán ký hay là sao chị, hay bán bịch? Bán thêm một chai. À, vậy là một trái là 5.000. Dạ, cảm ơn chị. Ôi ôi, chị mình đây bán đặc sản mùa nước nổi nè cô chú. Bông bí rồi bông súng quá trời luôn. Bông đương điển luôn. Rồi đặc sản mùa nước nổi quá nhiều. Quá ngon. Ôi tép ngon quá. Chào chị đẹp. Hello chị. Chào chị xinh đẹp. Chị ngồi cười đóng ta đóng tét là biết là. Ồ vậy là đẹp nhất chợ Lai Dung nãy giờ này nha. Đẹp nhất chợ Lai Dung nãy giờ. Quay tép với quay người đẹp luôn. Bà khía nữa nè. Lên TV luôn, lên toàn thế giới luôn. Dạ. Bởi vì cho người đẹp lên TV nổi tiếng luôn nè. Tép này là tép gì người đẹp? Tép bạc. Tép bạc. Bạc liêu luôn hả? Dạ. Liêu. Hay là mình bán là giá làm sao? 100 gram. 80.000 một ký. Còn kia chị? Đó 120. 120. Rồi bà con cô bác có đi chợ thì ghé đây ủng hộ người đẹp bán tôm bạc liêu, tép bạc liêu. Bước vào đây mà thấy chị đẹp ngồi cười là nhớ ghé ủng hộ liền nha bà con. Rồi chào chị đẹp nha. Chúc chị đẹp chút xíu bán hết tôm tép nha. Chào chị. Bên đây đi một bên đây có bán tép nữa nè. Bên đây giống tép của chị bên chị đẹp bên kia nữa nè. Bên đây bán nhộn nhịp ha. Tép. Sao chị kêu em hả? Quay cá chả hả? Ô ngon quá. Hello chị bán cá chả. Chả này là chả gì chị? Cá mè. Cá mè hả? Mè Vinh hả chị? Dạ, cái này là mình cái này mình mua mình ăn liền được hả chị? Dạ, cái này mình bán nhiêu trăm gram? 6.000. Dạ.
có người mua mở hàng lại thấy em mở hàng đắt chưa? chị đó quá trời quảng cáo mà chị chạy không à, chị không có đứng lại. Quảng cáo giới thiệu mình lỡ quay mà bỏ chạy không à, nhìn ngon quá. Này là cá thắt lát hả chị? Cá mè. Cá mè dinh á. Quá ngon rồi. Này bán cho em 30.000 đi. Cái này với cái này là giống nhau hả chị? Giống nhau. Cái nào mà em ăn liền được luôn á. Ở coi 30.000 nhiều không? Ôi quá nhiều luôn nè. Dạ. Chị nói ký nhiêu? 30.000 rồi. 30.000 là được nửa ký. Đây cầm giùm cái anh giáo Phương Nam lấy tiền gửi cho chị đẹp bán chả cá coi. Đây em gửi tiền chị. Khen đẹp là cho thêm nửa ký hả? Ừ, tặng. Tặng nữa hả? Thôi đi, tặng ăn không nổi đâu. Tặng nữa là ăn không hết đâu. Để mình chưa nửa ký được rồi. Đây có đồ chấm trong đây nè. Này nhậu ngon, rất là ngon. Dạ. Nhậu ngon luôn hả chị? Này nhậu thì không dám nhậu rồi. Rồi đưa có một tờ tiền mà thối nhiều tờ quá. Đưa có một tờ mà thối nhiều tờ. Thối chống mặt luôn. Bởi vậy. Lời quá lời luôn rồi. Quá lời. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. Bây giờ thì bước chân mình đây đi tiếp khu chợ Gao. Bên trong nhà lồng thì mấy cô bán thịt heo với thịt bò. Chút xíu có thời gian thì mình sẽ đảo vô trong đó. Bán khoai ngọt. Bơ trái tròn tròn giống trên núi Cấm hả ta? Sai rồi, bơ này là bơ bút. Bơ gì chị? Bơ bút. Bơ bút hả? Ừ. Bơ bút này trồng ở đâu chị? Này ở ngoài đất lát, đất nông. Dạ. Tại hôm em đi núi Cấm em cũng gặp bơ giống như vậy nữa nè. Bơ đó là bơ núi, ăn có ngon. Dạ, nó cũng tròn do như vậy nè. Bơ này ăn mấy lần xuất sắc. Xuất sắc ha. Vừa béo vừa dẻo. Bao ngon luôn ha. Bao ngon luôn. Bơ đất lát. Bao tới nhà luôn hả? Dạ cảm ơn chị. Bơ bút. Em quay cái gì bà nội, em quay YouTube. Dạ. Chợ thì hơi tan luôn rồi đó. Nấm rơm quá trời luôn, nấm rơm. Đây ở bên nhà lồng thịt heo. Ủa cái này mình làm tại chỗ luôn hả chị? Dạ cái này mình đẻo mình làm luôn anh. Mình đẻo tấm thớt ha. Dạ. Có đẻo mấy cái này không? Đẻo thớt không à? Đẻo thớt nè. Cây mù u. Ở đó giờ tôi chưa thấy cây mù u luôn, gió không nè. Cây đó chắc thằng gỗ to lắm hả? Trái mù u thì nghe rồi mà cây mù u thì chưa. Cái dầu của dầu mù u là thắp đèn được. Wow. Chị bán dao nữa nè. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị bán đắt hàng luôn. Chợ gần tan rồi, hôm nay là mình đi chợ đến lúc chợ tan luôn. Tan buổi sáng thôi nha, chứ này chợ mà lại dùng người ta bán cả ngày á. Cô mua muốn cô cho bà con coi.
Cô ngon quá. Đang quen quen mà gặp câu đó nói gì vui vui quá. Ôi khóm quá ngon nha. Hai bao trai chồng bỏ chồng chơi. Yeah. Cô bán dây số nè à. Cô này bán khóm này tắt cậu hả cô hay là khóm Tiền Giang tắt cậu? Đây trái khóm tắt cậu. Con đây là bán quần ngó chút xíu rồi. Cái này chắc mình bán chưa chưa chút mình về chứ không có bán cả ngày đâu hả chị? Đúng rồi, ngồi ở đây buổi chiều chắc nắng lắm. Chợ mình bán tới tối luôn. Tới tối luôn. Dạ. Đây cô nào bán rau miền Tây của mình. Bông súng nhiêu lọn cô? 3.000 một lọn bông súng, quá rẻ chỉ có 3.000 thôi. Món ăn quê hương. Thả một vòng cho hết khu chợ rau trái cây. Rau cần nóng. Dưa hấu. Đây đến đây là một cái nhà lồng nữa nè. Đi hoài mỗi chân mà chưa hết chợ. Ồ, chị gọt quá khéo luôn. Quá khéo tay luôn. Ờ núp nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Im ru đó gình quay mà sao la lớn được. Trời ơi quá nhuyễn luôn nè. Đó kìa. Thấy chưa? Bởi vì nhìn quá nhuyễn bởi nín thinh cho để làm tự nhiên mà. Quá nhuyễn luôn rồi. Bởi vì quá lẹ tay luôn rồi. Nhanh hơn cái cây mà tỉa mắt của mấy người kia mình có cái dụng cụ chị. Người ta tỉa mà chị thấy chị cầm cái dao là nhanh hơn luôn á. Quá chuyên nghiệp rồi. Là sắt khóm này chắc cũng mấy chục năm rồi quá ta. Nhiều năm rồi chị? 7-8 năm. Quá nhuyễn kìa. Trời ơi, luyện tới chân cuối luôn hả? Chân cuối là gì chỉ em với chị? Luyện ngày mà luyện đêm mà xé luôn chân cuối. Chịu nổi không? Quá lẹ rồi. Quan trọng là cái trang cuối là do ai truyền lại nha. Nghe vụ luyện ngày luyện đêm đó. Tổ đặt mà. Chứ tổ luôn. Mà lựa đây. Để em chơi hơn gì. 15-14. 15.000 một trái. Đây này, đây coi chị mà đi thi vượt lên chính mình là đậu liền luôn á nè. Đẹp lắm luôn. Mẹ tao liệu cho bà nội mày. Mày nói tao làm gì tao liệu đó hả? Trời đất ơi. Tao chỉ là tao tự xử thôi chứ mấy kìa. Kìa cầm giá căng nữa kìa. Trời đất ơi. Đang tính quăng giá căng cho bà. Bà biết. Bà là thánh liệu cho này đó. Thánh liệu cho này hả? Thánh liệu. Đâu anh làm sao cho chị liệu coi, nãy giờ chị chưa liệu nổi nữa kìa. Vậy hả? Chưa liệu nữa. Tao đâu có ngu mà vậy. Đâu có ngu. Lỡ tao liệu rồi lên mạng. Ờ bà đang cắn răng chịu đựng kìa. Hù lần hai. Hết hồn. Vui đó. Vui đó. Dạ hãy vui. Đợi nãy giờ đó. Là được rồi đó. Tại vì làm hoài ha. Vì là cái trái này mà không có gọt mắt ha. Cái đó anh dở ra coi
về tự đục tôi đục luôn hả? À, để cái đèn cầy bên trong cái khóm. Hay quá ta, lấy cái lõi cực kỳ nhanh ha. Lấy cái lõi nè. Quá chuyên nghiệp luôn rồi. Đấy vậy, luyện ngày luyện đêm mà. Ta là tổ đặt ma bỏ lại đó. Cái gì chưa nổi. Dạ cái đó 15 ngàn. Chỉ khoét cái lỗ lỗ dày cui luôn anh giấu phần nào. Rồi không? Quá luôn. Rồi chào chị gọt khóm nha. Làm gì anh làm cái làm gì? Quay YouTube. Rồi nguyên xe khóm lại cho chị nó gọt nữa kìa. Đây một khu nhà lồng, đi nãy giờ mà chưa hết cái chợ luôn, gió bên nào rồi. Quá chợ rồi. Quá rộng quá lớn luôn rồi. Đây là bán đồ dạo một vòng coi. Dao kéo đủ thứ đồ luôn. Đi dọc ra đường ngoài. Ở đây là bán gỗ. Đi nãy giờ mỗi giờ mà chưa hết chợ luôn. Chưa giáp chợ luôn chị. Còn nữa cũng dưới dài tới dưới nữa. Còn chợ quách quá nữa. Chợ này chắc tính ra chắc mấy công đắc quá. Đi nãy giờ là chỉ mới hết một cái gian. Mới bằng nữa à, mới nữa chợ cá với chợ gạo à. Quần áo. Đây ở bên đây à, các anh dắt xách cái giá căn hồi nãy ở bán hành bên đây. Hành dưa hấu luôn à, chị cái gì còn khớm hồi nãy là bị liệu anh. Bả là hánh liệu cho này đó. Dạ vì nãy giờ bà không vụ bả liệu được. Nãy giờ tôi qua luôn mình vụ bả không được. Tao qua là hánh đó. Qua gần gần cho bả liệu cái coi. Cái này là bây giờ kiềm chế đây chứ. Kiềm chế. Không có ai là nãy giờ là bả phụt ra rồi. Bả phụt hả? Thôi vậy là kiềm chế được là quá êm rồi. Dưa hấu hành quá trời luôn. Hành này hành gì to quá nè. Đà Lạt mình Đà Lạt ha, quá to luôn. Bán ký hả? To mà rẻ luôn, có 13 ngàn một ký luôn. 13 ngàn một ký mà vô mà vô. Rồi chào anh trai luôn. Đợi anh trai họp cho chị đó liệu mà không thấy. À, chọc chị kia nói chị kia liệu mà ai về đâu anh này mới liệu mình mới thấy rõ ràng. Mới bị trội giá căng. Mới bị trội giá căng. Chưa liệu nữa. Trời ơi. Bỏ đem nguyên cái thao bỏ ra bỏ dục mà chưa chịu liệu nổi nữa. Vậy là chưa thấm ổng rồi. Chưa đủ đô ổng rồi. Chơi nguyên cái thao luôn. Mấy anh chị này rất là vui. Muốn chắc mình tay qua gần cho chị bên này liệu rồi. Đâu, làm sao đang gần có ai liệu đang quay nè. Gần hoài không thấy liệu. Đi à. Thôi không liệu em đi à. Chơi gì nãy giờ không ai liệu chứ. Kìa trội thao trội giá giùm luôn kìa. Muốn gì bà nói tôi lại đi. Đã tôi tập trung tinh thần. Tôi nói là tôi không có phụt ra. Tôi không có phụt ra. Chết mày không vui rồi. Vậy là không vui rồi. Vậy là chợ mình ai cũng luyện tới chân cuối hết trơn rồi nè. Ai cũng luyện tới chân cuối hết rồi. Không có vui rồi. Thôi đi không ai liệu hết. Mấy anh mấy chị chọc ghẹo nhau cho liệu. Cho nó bậy đó. Rồi mình đi cho dọc cho hết chợ La Dung luôn. Quá trời dài rồi. Rồi mấy cô mấy anh kia ngủ luôn rồi kìa. Tan chợ rồi ngủ hết luôn rồi. Rồi mấy cô mấy ở khu vực ở đây chắc người ta chỉ bán buổi sáng giờ này ta dọn vào nè. Bên đây là chợ quần áo.
Ê, nhà lồng bán đồ ăn sáng cũng tan luôn. Dưa hấu, dừa tươi. Hai trái dừa uống tại chỗ. Nghe để chặt nhỏ này trước thì hết hồn chưa kìa. Chặt trái dừa. Dạ, chặt cái dừa mà nghe cô nói là để chặt cho nhỏ này trước. Nghe hết hồn. Chặt trái dừa cho em gái. Dưa hấu vừa mới xuống luôn kìa. Ồ, quá nhiều rồi. Dưa hấu Long An hả em trai? Đồng Tháp hả? Ồ, đang xuống luôn kìa. Vô quay được không? Được hả? Thôi mình vô mình quay cảnh xuống dưa hấu luôn. Dưa hấu Đồng Tháp ha. Ôi, ôi quá trời luôn. Sa đéc hả em trai? Quá nhiều này, vừa mới xuống luôn nè. Lên nè. Tối nay lên chợ Lê Dung. Một xe bước chân miền Tây. Dạ. Yeah. Một xe về mình chở đầy xe là được bao nhiêu? Một tấn rưỡi. Rồi lựa quá vui rồi. Rồi chúc gia đình mình chút xíu bán sạch sẽ dưa hấu luôn nha. Dưa hấu quá ngon, mày vô. Trời ơi lọ. Ôi, đây là cái nhà lồng bán trái cây. Phía sau kia là Bách Hóa nha. Bước chân miền Tây gảo một vòng nhà lồng bán trái cây cho cô chú xem thì sẽ kết thúc, có lẽ là kết thúc clip ở đây nha. Rồi, có lẽ bước chân miền Tây sẽ kết thúc đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ ủng hộ bước chân miền Tây bằng cách để lại một like, một bình luận, đăng ký kênh. Tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại cô chú ở những tập tiếp theo. Nguyên một dãy trái cây luôn.